Phần hay gì nữa không có bông hay không có không có nhiều gốc. Rồi chào các bạn nha, hôm nay mình tước mai nè các bạn, tước lá mai nha. Hôm nay mùng 10 mình tước sớm các bạn ơi, trời thì nó hơi lạnh nè. Nhà mình thì có được nhiều mai nè các bạn. Đấy. Mai này cũng mơ búp. Được nhiều gốc mai đó. Tước lá Tết nó nở coi chơi. Tết năm nào thì mình cũng tước hết trơn các bạn. Như bây giờ mình tước cho các bạn xem nha. Bông đã luôn. Này cái búp bông nè, búp bông. Đây, còn này cái búp lá nè các bạn. Đây, trên cái nhánh này có mấy cái búp bông nè. Búp này là ba bông nè. Ba cái nụ, ba cái búp. Còn những cái búp nhọn này là lá. Trước mai nè. Này mấy cái gốc mai của mình đã không? Sần sùi dữ lắm. Này mình trồng từ nhỏ tới bây giờ này. Đã có ba lớn đó. Rất là lâu lớn các bạn. Trồng lúc đó nó có ngón tay.
cái mai này cái bộ đế thì đã sướng quá đẹp luôn. Mai này mai năm cánh, mai vàng năm cánh nha các bạn. Cái nụ này nụ bông này, nay mình tước cho các bạn xem chút thôi, khi nào gần Tết qua nó nở mình quay thêm cho các bạn xem nha. Thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.